Mẹ móm thiệt, tụi mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy ác hả bạn? Bạn phê quá các bạn ơi. Hello, đam mê của các xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm mồi câu cá trôi chép trù phi. Hiệu quả dễ làm nha các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn chỉ chuẩn bị mình khoai lang nha. 1-2 củ khoai lang lớn như thế này. À, củ này 1 lạng nè. Đó, đây là nửa lạng. 2 củ khoai lang nha các bạn. Rồi các bạn dùng cái dao các bạn gọt hết vỏ ra cho mình. Đó. Đó, khoai lang nha. Ok. Khoai lang mình đã cắt xong rồi đó. Video nó hơi dài dòng nha các bạn. Đó. Cái nguyên liệu tiếp theo đó chính là trứng kiến. Trứng kiến này mình mới vừa ra, mình chạy ra khi mình mua trứng kiến xong. Trứng kiến này, 1 lạng trứng kiến nha. Đây. Còn đây là mồi nha các bạn. Mồi mồi câu cá tổng hợp. Đam mê câu cá này, trôi chép chấm phi mè nè. Rồi có cả các hướng dẫn chọn pha mồi nè. Đó. Thì một gói như thế này là 500g. Và giá của một gói như vậy là 30k. 30 đến 35k mình có hai loại. Gọi này gọi thơm. Đây, thơm này thì 35k một gói như thế này. Thì các bạn nào mà mua sỉ á, mua từ 10 gói trở lên á thì giá nó chỉ còn có 30 nha các bạn. Rẻ hơn, rẻ thêm mức 5.000. Đó. Các bạn nào mà mua 10, các bạn nào mà mua 10 kg á trở lên á thì nó giá nó chỉ còn có hai mấy ngàn thôi. Đó, hai mấy ngàn một gói như thế, hai mấy ngàn một ký nha. 27-28 ngàn một ký nha. Đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm sẽ bóp khoai lang ra trước đi. Đó. Bóp nhuyễn khoai lang ra trước đi. Thì ngày hôm nay là ở ngoài cái hồ gần nhà mình á, nó bồi thêm cá các bạn, nó bồi thêm gần một tấn á. Cá trôi, cá chép, cá phi. Size từ 2 kg cho đến 3 kg, 4 kg, 5 kg cũng có luôn. Đó. Ok. Còn đây là phần trứng kiến nha. Trứng kiến thì mình sẽ cho nó vô đây. Đó, cho nhiều vô luôn. Để chăng cho nó chua. Chủ yếu là cho nó chua các bạn, đó trứng kiến nha. Bóp luôn, bóp đều ra. Cho ra sữa luôn, bóp nhuyễn hết trứng kiến luôn, không có để nha. Chủ yếu là mình tăng lên cho nó chua, càng chua càng tốt luôn. Đó, đây còn một ít nè, cho hết luôn. Một lạng nha, một lạng trứng kiến. Với 500, mới cái này mình sẽ cho nó khoảng 200g mồi. 200g mồi là đủ rồi. Khoai lang thì 2 lạng, trứng kiến là 1 lạng, 200g mồi. Ủ một ngày thì bây giờ cũng 8 giờ mình ủ bên ngoài nha. Chủ yếu là ủ vậy cho lên mùi chua nha các bạn, chứ không có để nó không chua nha. Bây giờ hương vị thơm có rồi, bây giờ tiếm thêm cái vị chua nữa. Cái mùa này lạnh nè các bạn, có nên câu cái mùa nó chua chua đi, chua chua thơm thơm đi. Ở trong cái tủ mình nó còn ít bắp á, ngày mai mình sẽ lấy bắp nó chua sẵn rồi đó, mình sẽ làm mồi nhử nha. Làm mồi sao ổ nha, để cho cá chép với cá trôi nó vô nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ là cho cái phần cái mồi vô. Tay mình dính quá rồi, mình không có mở được rồi. Cầm vô là dính hết luôn. Đây nha các bạn, mồi rất là thơm nha các bạn, rất là thơm luôn nha. Cho mồi vô nè. Đó. Ở khoảng hơn 1 lạng mồi, còn khá là nhiều luôn. Đó, các bạn trộn đều lên, bóp chung với mồi.
Đây là cách tốt nhất để chọn mồi để câu tự nhiên và dịch vụ, đảm bảo là 100% lên cá ngoài tự nhiên nha. Còn dịch vụ á, nó hên xui lắm, nó nhiều yếu tố khác biệt khác nhau lắm, mình không có nắm chắc được. Nếu mà các bạn mà câu ngoài tự nhiên á, đảm bảo các bạn là chọn mồi này y chang vậy, là các bạn câu đơn đài, câu lăn xê là bao lên cá luôn, đảm bảo lên cá 100%. Tại vì mình có câu đưa mồi cho những cái bạn khác ở ngoài test ở ngoài tự nhiên rồi đó, lên rất là nhiều cá trô, cá chép và cá phi mè dinh ở ngoài đó. Còn ông hồ dịch vụ á, nó khác, nó ít cá, thưa cá, cá người ta câu lên thả xuống nhiều lần á, nên tỷ lệ lên cá nó ít, nó không có nhiều giống như ở chỗ ngoài tự nhiên hơn đó. Mình có sao thì mình nói vậy thôi đó. Bây giờ mồi chúng ta đã có được hương vị thơm, đã có hương vị chua chua hăng hăng rồi đó, chứng kiến là tạo hương vị hăng rồi đó. Đây cái này các bạn ủ bên ngoài á, bao ngon luôn. Ủ bên ngoài các bạn cho nó một ngày đi, cho nó lên hương vị chua chua đi là ngon rồi, ok hết luôn đó. Nè như vậy là hoàn thành đây nè, như vậy là đủ cho 2-3 người câu luôn nè. Ngày mai đánh cần 4,5 m, 5,4 m, 6,3 m và cần 8,1 m đó, tùy theo cá nó ăn xa hoặc ăn gần. Nếu mà cá ăn gần thì cá nó đánh 4,5 m, nếu mà cá nó ăn vừa thì đánh 6,3 m, mà cá nó ăn ở ngoài xa thì đánh 8,1 m đó. Ok, mùi đã lắm các bạn ơi, hương vị nó thơm thơm, nó có hương sữa ở đây nữa, chua chua đã lắm. Cái này bạn ủ nó lên mùi chua chua nữa thì các bạn coi đơn đài để bao luôn rồi đó. Thì mồi này của mình hôm nay nó có bông tiết rồi, nó giúp cho mồi bọn chúng ta nó rã nhanh, nó rã để dụ cá đến ăn, cá ăn hút mồi nó dễ dính hơn, dễ tan mồi dưới nước hơn đó. Sẵn ở đây luôn rồi, các bạn yêu thích thì các bạn có thể đặt hàng này các bạn để đánh thử nha. Mồi khá là ok nha các bạn. Ok, thì ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn xong về cái bài mồi câu cá trôi chép rô phi hiệu quả dễ làm cho mùa đông này của mình. Và nếu các bạn yêu thích cái video này thì nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn, giúp kênh của mình nó càng ngày càng phát triển nha. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui hạnh phúc nha các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày mắm thì cùng mình đã lên được một con thằng siêu to khổng lồ. Bạn thấy đắt không các bạn? Bạn phê quá các bạn ơi.